Xin kính chào quý chị. Cảm ơn quý chị đã chọn xem kênh LA34 trong buổi tối nay để đón xem chương trình thời sự 18:30 của đài chúng tôi. Trong chương trình thời sự tối nay ngày 11 tháng 8, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Thường trực tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện ủy Cần Đước về tình hình thực hiện nghị quyết từ đầu năm 2016 cho đến nay và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Sẽ có thêm 3 tỉnh được mở rộng trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phần tin quốc tế, Liên Hiệp Quốc và Iran bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại Yemen. Ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, vào chiều ngày 10 tháng 8 năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết từ đầu năm 2016 cho đến nay và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Từ đầu năm 2016 cho đến nay, Huyện ủy Cần Đước đã lãnh chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thực hiện các chương trình đột phá theo nghị quyết đại hội. Trên lĩnh vực kinh tế, sản lượng lúa đạt gần 49.000 tấn, đạt 52% kế hoạch. 18 nhà đầu tư đi vào hoạt động ở các khu cụm công nghiệp. Huyện đã có thêm xã nông thôn mới, 2 xã Tân Chánh và Phước Tuy, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 6 xã. Năm học 2015-2016, huyện có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện đến nay có 30 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại buổi làm việc, địa phương cũng đã kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng các công trình đê bao ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển vùng rau an toàn của huyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cho tỉnh đầu tư. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy Cần Đước, ghi nhận những đề xuất của huyện, đồng thời đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2016 và những năm tiếp theo. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri một số địa phương trong tỉnh. Sau đây là tin từ các địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tân Thạnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạnh. Cử tri ở đây kiến nghị ngành chức năng cần tăng cường xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên quốc lộ 62 và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nạo vét kênh thủy lợi, kết hợp đường giao thông đang thực hiện dở dang. Ngành điện cần quan tâm đầu tư đường điện bờ bắc kênh Chương Văn Chương để tránh tình trạng người dân câu móc không an toàn. Cử tri cho rằng tỉnh cần tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân trong việc tham gia giám sát các công trình ở địa phương. Tỉnh đã cho phê duyệt thực hiện một công trình kháng chiến Nam Bộ. Tuy nhiên thời gian thi công đến nay là kéo dài quá lâu. Chúng tôi mong muốn rằng đây là vinh dự chung với xã Nhân Lập, huyện Tân Thạnh cũng như tỉnh Long An, đề nghị quý lãnh đạo các cấp các ngành có liên quan sớm thúc hối các chủ đầu tư, chủ thầu sớm hoàn thành công trình này để đưa vào sử dụng, để là một sự giáo dục cho các thế hệ tham quan, giáo dục cho các thế hệ trẻ sau này của xã Nhông Lập nói riêng, huyện Tân Thạnh cũng như tỉnh Long An và tất cả các khách tham quan khác nói chung. Ngoài ra, cử tri kiến nghị tỉnh cần quản lý chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng gian, hàng giả và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Điệp khúc nông sản được mùa mất giá vẫn là vấn đề nan giải cần giải quyết. Cần tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý triệt để vấn nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền, chạy luân chuyển cán bộ. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề về công chứng, chứng thực. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm cải thiện mức phụ cấp cho cán bộ ở ấp khu phố, giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường. Cần có quy định đối với bảo hiểm y tế tự nguyện mua theo hộ gia đình. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh một số vấn đề về chế độ chính sách đối với người có công và tình trạng ô nhiễm môi trường. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thủ Thừa có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa. Cử tri ở đây kiến nghị tỉnh cần có giải pháp chính sách hỗ trợ cho nông dân trồng mía để duy trì diện tích cây trồng này ở địa phương. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm tại bãi rác ấp 2, xã Tân Thành, cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên cụm tuyến dân cư, xem xét đầu tư sửa chữa hệ thống cống trên tỉnh lộ 818 đảm bảo cho người dân trong sản xuất. Tại huyện Tân Trụ,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tân Trụ đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã Nhật Ninh, Đức Tân và Tân Phước Tây. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, các cử tri đã có những ý kiến kiến nghị. Mùa khô năm rồi, trong ấp Thuận Lợi có số hộ là mười mấy hộ là không có nước xài, dù có đi nữa thì nước không có bảo đảm sạch, là rất dư. Rồi hiện nay mùa mưa cũng không đảm bảo, vậy đề nghị là cấp trên để xem xét lại cho có số hộ bà con người ta có nước sạch xài. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị các ngành chức năng thiết kế vòng xoay và biển báo hạn chế tốc độ tại đường 832 và 833 đoạn qua xã Nhật Ninh để hạn chế tai nạn giao thông. Tuyến đê bao xã Nhật Ninh đoạn 1 đã hoàn thành nhưng trước đó thời gian thi công quá chậm trễ, kéo dài, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Cử tri đề nghị khi thi công đoạn 2, cần chọn những đơn vị có đầy đủ năng lực thi công đúng thời gian quy định. Tại xã Tân Phước Tây, cử tri bức xúc về tình hình điện, nước sinh hoạt. Hiện nay, người dân sử dụng điện tổ với giá cao nhưng chất lượng điện không đảm bảo, nhất là trong giờ cao điểm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Tình hình ô nhiễm môi trường, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vấn đề hàng gian, hàng giả, tham nhũng cũng được cử tri quan tâm. Xin được chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, vào sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Theo quyết định 1168 ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ, việc triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 sẽ triển khai 5 chương trình thành phần về kết nối băng rộng, kết nối khẩn cấp, kết nối cộng đồng, kết nối công sở và kết nối truyền hình số. Theo chương trình, mọi người dân sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn giá cước các dịch vụ viễn thông khẩn cấp và dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của chương trình theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo quy định chuẩn nghèo quốc gia, được hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau. Ngoài ra, các hộ này còn được hỗ trợ đầu thu xem các chương trình truyền hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, giải trí qua hệ thống truyền hình công nghệ số chất lượng cao. Các trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân cấp xã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng theo giá các dịch vụ viễn thông công ích. Theo đó, kinh phí thực hiện chương trình là 11.000 tỷ đồng, được bảo đảm từ nguồn thu của Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông đã hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các sở ngành tỉnh địa phương và các doanh nghiệp để thực hiện. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của Nhà nông lần thứ tư năm 2015-2016 đã nhận được 15 hồ sơ dự thi của nông dân 15 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó thì vẫn còn 21 hồ sơ khác chưa hoàn thiện do người dự thi đang gặp khó khăn trong khâu trình bày ý tưởng, nguyên lý hoạt động của sản phẩm. Vì vậy, Hội nông dân tỉnh đơn vị tổ chức hội thi đã cử cán bộ chuyên môn đến tận các gia đình có đăng ký tham gia hội thi để giúp cho bà con tháo gỡ khó khăn. Thông tin từ Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông lần thứ tư cho biết, từ ngày 9 tháng 8 năm 2016 đến giữa tháng 9 năm 2016, Hội nông dân tỉnh cử cán bộ của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân phối hợp với Hội nông dân huyện đến nhà các nông dân có sáng kiến kỹ thuật tham gia hội thi để nghe bà con giới thiệu về các sản phẩm mình chế tạo được. Bên cạnh việc lắng nghe, cán bộ Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cũng ghi chép lại các thông tin về thông số kỹ thuật để đối chiếu với hồ sơ mà bà con gửi ban tổ chức, phục vụ chỉnh sửa hợp lý. Ngoài ra, nông dân nào đang gặp khó khăn về trình tự, thủ tục, cách thức tham gia hội thi cũng sẽ được giải đáp ngay, nhằm khuyến khích nhiều nông dân đến với hội thi hơn. Đợt kiểm tra này là cơ sở để ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá kết quả và trao giải thưởng cho những giải pháp xuất sắc nhất. Năm nay thì cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 4 giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Các giải pháp đạt giải cao sẽ được tuyển chọn để hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ đến hết tháng 8 năm 2016. Kính thưa quý vị, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ và chăm sóc trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của ngành chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội để các em có được cơ hội phát triển toàn diện, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Huyện Tân Thạnh hiện có hơn 17.000 trẻ em, trong đó có 162 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Hàng năm, ngoài việc trợ cấp thường xuyên, huyện này còn vận động các tổ chức cá nhân đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em trên 200 triệu đồng để tặng tập sách, xe đạp, trao học bổng, tặng quà cho các em. Em Nguyễn Ngọc Ngân là một trong số 119 trẻ em tàn tật trên địa bàn huyện được hưởng chế độ theo Nghị định số 28 của Chính phủ. Ngân mắc bệnh động kinh từ khi mới sinh, sức khỏe kém, em thường phải nghỉ học mỗi khi lên cơn co giật. Vì thế, đã 9 tuổi nhưng em mới chỉ học đến lớp 2. Mặc dù vậy, ở địa phương cũng tạo điều kiện cho em được tiếp tục đến trường. Bé thì bệnh từ lúc 2007 tới nay á. Em ở nhà hai vợ chồng chỉ biết với trời với Phật cho cháu nó khỏe mạnh thôi, chứ đừng nằm chỗ, sợ nhất là nằm chỗ vậy đó. Rồi nhà nước đồ cũng hỗ trợ lo cho tụi em, cũng thăm hỏi đồ vậy đó, hàng tháng cũng chu cấp tiền cho tụi em lo cho bé. Cũng cảm ơn các nhà thị trấn đồ này kia, huyện đồ, nhà trường đồ, là lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ cho con em khỏe mạnh. Em cũng xin chân thành cảm ơn. Đây chỉ là một trong số gần 2.000 trẻ khuyết tật, tàn tật trên địa bàn tỉnh được hưởng trợ cấp thường xuyên. Tính từ đầu năm đến nay, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đã cấp trên 15.000 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, tặng quà cho 4.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khám lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 em khuyết tật. Gần 300 em được hỗ trợ phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh, cùng các hoạt động hỗ trợ khác với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục chưa thường xuyên. Một số gia đình buông lỏng, không quản lý giáo dục con cháu. Tình trạng trẻ em bị nhiễm HIV, trẻ em nghiện game online, bạo lực học đường, trẻ em vi phạm pháp luật đang có xu hướng gia tăng. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao dành cho trẻ em chưa thực sự đa dạng phong phú. Việc xây dựng khu vui chơi cho trẻ em vẫn còn khá ít so với nhu cầu thực tế. Đối với vùng đồng tháp 10 thì cái điều kiện các em được đến trường thì so với một số trẻ em ở các nơi khác thì cũng hết sức là khó khăn. Vì có những cái trẻ em là rơi vào cái hoàn cảnh đặc biệt, có những trẻ em là gia đình nghèo. Do vậy thì sở cũng tham mưu ủy ban dân tỉnh để xuất cái quỹ bảo trợ trẻ em để giúp cho các em được đến trường. Thì hàng năm thì cứ vào cái dịp học thì hỗ trợ để giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, học bổng là trên 2.500 suất. Và năm nay thì chuẩn bị cho cái khai giảng năm học, thì về phía Sở Lao động sẽ tiếp tục tham mưu ủy ban dân tỉnh để xuất cái quỹ bảo trợ cho trẻ em, phân bổ về các cái huyện để hỗ trợ cho các em nghèo. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xây dựng những nội dung, những hoạt động thiết thực hơn nữa, nhất là chú trọng đầu tư cơ sở vật chất dành cho trẻ em, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống, can thiệp kịp thời trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực và tạo điều kiện cho các em có cuộc sống ổn định. Thưa quý vị, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh ngày hôm nay cho biết, lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 174 trường hợp vi phạm, phạt hơn 231 triệu đồng và tước 17 giấy phép lái xe. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Kính thưa quý vị, sẽ có thêm 3 tỉnh được mở rộng trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đó là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Với điều chỉnh này thì tổng diện tích toàn vùng thủ đô Hà Nội sẽ nâng lên thành 24.300 km². Thông tin này được Bộ Xây dựng chính thức công bố vào sáng hôm nay. Theo quyết định số 768 điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì phạm vi vùng thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Tổng diện tích trên 24.000 km² và dân số hiện trạng 17,6 triệu dân. Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh có vị trí trung tâm của toàn vùng với các vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của quốc gia, trong đó nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp, đào tạo, nguồn nhân lực và các điều kiện hạ tầng. Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam sẽ phát huy các lợi thế tiếp cận cửa ngõ và hệ thống giao thông hướng biển, phát triển các dịch vụ công nghiệp đô thị kết nối trung tâm vùng thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển.
Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là vùng cửa ngõ chuyển tiếp giữa vùng thủ đô Hà Nội với vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Giữa quy hoạch này thì các tỉnh trong vùng tạo thành mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến đến năm 2030, dân số toàn vùng thủ đô sẽ là từ 21 đến 23 triệu dân. Tốc độ đô thị hóa đạt ngưỡng cao nhất là 60%. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối với một nhóm đối tượng có hành vi in, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra phát hiện kể từ tháng 6 năm 2014, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 700 tỷ đồng của 33 công ty ma. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, sinh năm 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn An Tuấn, sinh năm 1968, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty ma, 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể, gần 200 quyển hóa đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, xét, sổ sách, thống kê, ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán. Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, các đối tượng trên không tổ chức hoạt động kinh doanh gì, không đăng ký trụ sở, biển hiệu, mà chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên cả nước để thu lời bất chính. Theo số liệu điều tra chưa mở rộng, tính từ tháng 6 năm 2014 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống trên 3.000 hóa đơn cho khoảng 500 công ty, gây thất thu thuế hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng. Kính thưa quý vị, vào chiều 10 tháng 8, một vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra tại suối Trà Nô, thuộc thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, làm hai chị em ruột tử vong. Hai nạn nhân là Phạm Thị Thu, 8 tuổi, và Phạm Thị Hồng Di, 5 tuổi, ở thôn Trà Nô, xã Ba Tô, cùng gia đình đi làm ruộng ở cánh đồng gần nhà. Đến trưa, mọi người nghỉ làm đồng về nhà nấu cơm. Lúc này thì hai chị em Thu và Di cùng hai trẻ cùng thôn rủ nhau ra suối Trà Nô tắm. Trong lúc này thì cháu Phạm Văn Nhúc, 5 tuổi, cũng cùng thôn Trà Nô phát hiện hai chị em Thu và Di bị chìm dưới nước, liền chạy chạy báo cho gia đình nhà ra cứu. Khi gia đình ra thì hai chị em Thu và Di đã tử vong do đuối nước. Được biết hoàn cảnh của gia đình hai chị em Phạm Thị Thu và Phạm Thị Hồng Di rất khó khăn.